Người đã thi đấu thành công cho chương trình khán giả ba, điều khiển chính trong tay Nguyễn Minh Nghệ. Hai đội. Và đã đi thi đấu rất tương đương và thành công. Tất cả các hàng lô anh cả của các người đều đổ bị đồ Nguyễn Văn Sự của Đồng Quang Hoài loại hết. Và anh đang đánh từ giải 3 lên giải nhất. Đến đây thì Duy Tùng cũng là người thi đấu thành công ở giải 3. Xin theo Duy Tùng trong tài chiến đã đổi gọi cho trận đấu đi vào giải. Giới hạn đó là vòng tiêu cực, vì thế trong tài cháu đã cắt cảnh và cũng tập đời trong tài với tình đề cũng đã tìm đời kết khỏi, bởi vì ở đánh các hạt đồ mà thực hiện tuyên đánh một là sẽ không nguy hiểm, hai là sẽ không được tin. Đó là và những động tác đó thì thường xuyên trong một vòng gì cả, nhiều khi là có động tác mà trước là lao tay đi trước và cố định thì sẽ bị cảnh cáo hoặc lao đầu rồi đang các bạn đang tập vào đầu tay lưng, kể cả các động tác bài tóc nếu có ý mà từ ngoài vào thì cũng sẽ bị trọng tài là nhắc nhở tóc nhờ các bạn. Vào vòng giao đấu tiếp tục giao đấu thi đấu cả các hạt đồ được làm ở đây đã nói lên sự đẳng cấp của các hạt đồ như vậy. Và cuối cùng thì như vậy là được trưởng thành từ sở vật phòng hạng và được câu lạc bộ vận quân đội đỡ đầu. Trong khi đó thì cuối cùng được trưởng thành từ sở vật Phương Mẫu, anh cũng là một người dày dặn kinh nghiệm và quá nhiều năm Duy Tùng cũng đã diễn giải phá được giải cao trong chương trình của giải vật Phương Mẫu. Không 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 rồi. Đó là chiếc đài bị vượt lại. Thì thế là trận đài cắt gọn đã chỉnh đốn lại trận thuộc rồi. Ở đây nếu mà sự vô tình đài cắt dài dắt vào thì nó lại dễ bị sảy chân.
chỉnh đốn trang phục. Bây giờ nhé, nước thông thả trọng tài sẽ chỉnh trọng. Ở đây sự chuyên nghiệp của các trọng tài là thấy các bạn rồi. Vâng, thì trọng tài sẽ sửa cho. Nhưng trong bóng đá, nếu vận động viên hoặc là cầu thủ bị văng giày thì sẽ bị ăn giải phạt. Ra ngoài đây ạ. Thank you.
trong vật dân tộc thì không thấy được. Tấn công nhiều mà không nằm lên thắt lợi thì lúc nào sơ hở mà bị đẹp xuống thì vẫn là thua. Và nên vũ văn đi thiên tướng đã phải khóc sướng sức trên giới. Hoa này chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện rất là to, nên chúng ta vẫn chưa nào lên thắng lợi gì cả. Với những đánh như vậy, cả hai đẳng cấp nếu không tận dụng về sức lực, tận dụng về những đánh thì rất mất thời gian. Và một động tác chống bóc vừa của Thiên Dụng, Thiên Dụng đang tìm ngay trong vòng vừa mà chúng ta theo dõi để ý cách thoát hiểm. Nếu chúng ta tắt được cái đấy của của Thi Dục. Và áp dụng đây, trọng tài đã phải nhắc nhở Thi Dục. Khi nhắc nhở người ta sẽ bị cảnh cáo. Ở đây là trọng tài ra ký hiệu nhắc nhở. Nếu trọng tài giơ tay thẳng ra lên và dùng ký hiệu cảnh cáo thì chúng tôi sẽ thông báo cho các hoạt động. Thank you.